lời chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả mọi người. Như anh em có thể thấy ở đây vụ xẻ đang diễn ra rất là sôi nổi phải không anh em? Và ở đây thì cơ sở Quỳnh Phạm lại gia công xong một cái mẻ keo này để đưa tới tay toàn thể quý khách hàng. Đối với sản phẩm keo đánh xẻ này, bên shop của Quỳnh Phạm thì hàng khá chi là ok. Thứ nhất là độ bóng hầu như là không có, với thứ hai là cái tỷ lệ chịu nhiệt rất là cao. Và em cũng xin nói luôn một số lưu ý khi anh em mua hàng bên shop của Quỳnh Phạm này. Nhiều anh em phản hồi là em ơi keo thì không bóng thật đấy, nhưng mà là không có độ dính. Thì em cũng xin chia sẻ một chút, tất cả keo ở bên shop của Quỳnh Phạm các bác lưu ý này, quấn thật lỏng tay giúp em. Đó, anh em quấn thật lỏng tay nha anh em nhá. Tại vì cái keo này là keo mủ công nghiệp chứ không phải là keo mủ cao su hoặc là keo mủ tươi. Đối với sản phẩm keo mủ cao su hoặc keo mủ tươi thì là cái độ dính của nó sẽ rất cao, nhưng mà cái độ chịu nhiệt của nó lại kém. Còn đối với hàng mà keo mủ công nghiệp này, thứ nhất là độ chịu nhiệt tốt hơn rất nhiều và độ bền keo cao hơn rất nhiều. Cho nên là anh em quấn, lưu ý là quấn lỏng tay giúp em. Đó, em nhào kỹ và quấn lỏng tay. Và sau khi quấn xong, nếu các bác đánh buổi sáng sớm, đó, anh em muốn tăng độ dính ấy, thì anh em chịu khó sau khi quấn xong lên xào, anh em dội cho em 2-3 lượt nước sôi lên và lấy cái móng tay của mình chúng ta thử bề mặt keo xem nó đảm bảo độ dính chưa. Thì anh em chúng ta hãy vác xào đi đánh nha các bác nha. Đấy, em xin chia sẻ một chút. Còn anh em nào cứ mua keo bên em làm theo đúng như em nói thì đảm bảo với anh em luôn, keo cả ngày, đánh cả buổi sáng, có khi là không phải quấn lại một lần nào luôn. Đấy các bác nhá. Còn đối với sản phẩm keo đợt này ra lò khá chi là nhiều luôn, một tạ keo vừa nấu xong đưa tới tay toàn thể các bác. Và đại diện ở đây là những hũ keo mà bên em đã làm như thế này rồi. Đó anh em nhìn này, keo này, đó keo mủ công nghiệp này. Thì nói luôn anh em là nhiều anh em bảo là em ơi sao về anh kéo nó cứ bị đứt ra nào. Nhưng các bác nhìn này, này riêng keo mủ công nghiệp các bác phải nhồi bằng nước sôi đấy, em nói luôn nhá, nhồi vào nước sôi và nó nhào, các bác lấy tay giật thôi để làm sao khi keo nó có độ mịn thì các bác cuốn lên xào, chứ các bác đừng dùng lực của cánh tay kéo hết cỡ thì đương nhiên nó sẽ đứt. Tại vì cái keo mủ công nghiệp nó sẽ không giống như là keo mủ cao su nó sẽ đảm bảo độ dai hơn. Còn keo mủ công nghiệp thì để mà nói độ dai như thế này là đã được lắm rồi, chứ để nói mà như mủ cao su thì nó không giống mủ cao su. Cho nên em nói rất là rõ ở trên video rồi, anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng thôi. Còn hàng thì Quỳnh Phạm này đưa tay lên sóng như thế nào thì đưa tới tay các bác như thế nhá. Keo nhá, độ dính hầu như là không có, đánh rất chi là thích luôn. Nếu các bác nào mà đã dùng keo bên nhà em mà đã là thợ chuyên nghiệp lâu năm, biết cách xử lý keo rồi thì các bác dùng rất chi là sướng cái dòng sản phẩm này. Đấy em xin nói luôn nhá, đây là mẫu keo trắng này. Đó, và em nói luôn hàng keo cao cấp bên nhà em đưa ra thị trường, em nói luôn giá cho anh em dễ mua bán này, 400.000 một cân nhá. Em Quỳnh không phải áo gấm đi đêm. Đó, keo tốt, em bảo keo tốt. Còn keo rẻ thì các bác muốn mua keo rẻ thì em sẽ nấu riêng cho anh em. Keo rẻ của nó thì nó chỉ hơn 300.000 thôi. Còn keo này toàn bộ nó là keo xịn nha các bác nhá, 400.000 một cân. Nó có màu trắng và màu xám anh em nhá. Màu trắng, màu xám và màu đen, anh em thích mua loại nào thì mua. Đây là mẫu keo thì bên em là ra lò khá chi là nhiều. Đó, các bác có nhu cầu mua sản phẩm keo này hoặc là ngoài màu này ra thì anh em có thể alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều loại sản phẩm khác nữa, ví dụ là xào này, loa này, đó, độ này, phụ kiện săn bẫy đầy đủ phục với anh em. Ngoài ra thì bên em chuyên nhận gia công lưới cho tất cả mọi người. Các bác đang xem video, nếu cảm thấy ok, nếu cảm thấy yêu quý kênh, hãy ấn vào chữ đăng ký kênh trước khi rớt video cho mọi người. Cảm ơn tất cả bác. Chúc anh em chúng ta đam mê và thành công hơn nữa. Chúc tất cả các bác chúng ta lên đơn hàng thi công nha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn các bác buổi video sau nha.